ưu thế trong lịch sử anh nãy Google có quay được luôn. Chuyển dĩa mà cái dĩa nó rớt xuống, cái xích nó rớt xuống luôn. Nên tính dừng lại để cái xích lên mà quên mất là mình đang đạp dĩa can, rút can ra không kịp, té về phía bên đường xe tải luôn. Lại hồn ông bà gánh trong lưng.
phải là thành phố Trà Vinh nha, đi thẳng là thành phố Long Đức, lần đầu tiên nghe luôn á, không biết Long Đức là gì luôn. Một vấn đề các bạn ơi, mưa rồi, chỉ còn khoảng 4 cây nữa là tới Trà Vinh, thì còn mưa. Yeah.
Lại phải quay về 2 cây 4.